À, chào cả nhà, hôm nay shop lên rất là nhiều những cái kẹo kẹo khóm đậu phộng nè cả nhà ơi. Đây là một trong những cái đặc sản rất là nổi tiếng của Tiền Giang luôn. Thì hiện giờ hôm nay là shop lên 50 kg kẹo khóm đậu phộng nè cả nhà. Đó, cả nhà mình thấy đây là một cái viên kẹo khóm rất là hấp dẫn ha. Thì ở ngoài nó được bao bởi cái đậu phộng và ở trong nó là làm hoàn toàn bằng nhân khóm. Thì đối với cái loại kẹo này là cái vị chua ngọt rất là ngon luôn. Thì hiện giờ shop đang lên rất là nhiều hàng để bán hết. Thì shop đang rất là mong nhận được các đơn hàng của cả nhà mình về cái loại kẹo khóm đậu phộng này ha. Cảm ơn cả nhà.